Xin chào nhà, nay mình đang về chiếc điện thoại đó là Nokia 8310. Hiện tại bên mình đang về nó có 3 màu sắc. Đó là phiên bản màu vàng, màu xanh và màu đỏ. Ở đây thì mình đang thử cái độ rung của nó xem có tốt hay không. Thì máy này rung các bạn nhìn thấy rồi. Nó di chuyển trên mặt bàn rất là tốt và rung rất là khá là ok nha. Đây thì mình sẽ cho các bạn xem về chi tiết của máy ngày hôm nay. Ở đây thì máy này có phiên bản của nó là phiên bản màu xanh. Màu xanh như này thì các bạn nhìn thấy rất là dễ chịu này. Nó có một màu xanh lá cây nữa, nhưng mà cái màu xanh nó hơi chói nên là mình không có bán nha. Tại vì màu đó nó nhìn hơi dại. Đây là phiên bản màu xanh nước biển. Đây là một máy này và phiên bản màu vàng. Đây là phiên bản màu vàng. Và thứ ba nó là cái phiên bản màu đỏ. Cái này phiên bản màu đỏ này các bạn. Máy rất là đẹp. Và sắc nét, cái vỏ này là cũng vỏ đắt tiền rồi nhá, còn cái lại vỏ nó rẻ hơn, nó hơi hở. Thì cái này nút bật nguồn trên đỉnh máy này, ở dưới của nó là cái móc đeo, giống kiểu là đeo một cái dây đeo để cài vào quần á. Thì lúc trước cái máy này nó cũng tương đối là đắt nên là người ta bảo quản rất là tốt và giữ gìn. Không như bây giờ là mấy trăm nghìn các bạn xài nó hơi hao á. Ở đây thì cái máy của mình thì nó sẽ có cái phím các bạn nhìn trên sắc nét là ABC bên trong, nó không bị nghịch ngoạc á. Giống như cái mấy cái bàn phím rẻ tiền thì nó cũng hơi khó chịu, bởi vì cái độ trong suốt của nó hơi kém. Ở đây thì bàn phím nó bấm rất là nhạy này, các bạn nhìn thấy. Bấm rất là nhẹ nhàng thôi, không có gì nặng nhọc cả. Ở đây thì máy nó có nhiều chế độ giống kiểu là giống như nhiều chức năng ấy. Mình sẽ thử cho các bạn xem này. Đầu tiên thì chức năng nó chỉ gần như là mình chỉ để nghe gọi thôi. Còn chức năng bây giờ bên trong thì nó hơi không gần như là khó dùng. Ở đây dịch vụ các bạn thì vào mạng được. Mở rộng máy ghi âm này, đồng hồ bấm giờ các thứ, đài FM, hồng ngoại, lịch, máy tính, trò chơi, nói chung là tất cả máy đều xài bình thường hết. Bên mình mán và thay vỏ cho các bạn, bảo hành cho các bạn thời gian lên tới 1 năm. Cái máy này nó khó chịu ở cái điểm là viên pin thì mình đã khắc chế nó rồi, là mình sẽ nhập riêng một lô hàng, đó là pin tách biệt, pin mà ở Việt Nam mình gần như là tốt nhất ở Việt Nam. Mình sẽ cho các bạn phân biệt được viên pin của nó là như nào. Pin của nó ở đây thì nó có hai dạng, đó là dạng là pin in luôn ở trên cái in luôn trên viên pin này. Các bạn nhìn thấy cái viên bên trên nó đang in luôn trên viên pin. Nó có dòng chữ này nó in sẵn ở đây. Và cái này là mình dán giấy nhá. Mình nhập một lô về nó không có trong suốt như thôi, không có dán giấy. Và mình đã dán cái tem bên mình bảo hành cho các bạn thời gian vào trong viên pin này rồi. Và dán giấy lên. Pin này thì nó khác nhau ở điểm gì? Nếu mà không có dán giấy hoặc không có cái gì bên ngoài mình nhìn sẽ khác biệt với nhau ở điểm gì? Các bạn đã phân biệt được qua cái phần đồng này, các bạn nhìn thấy nó là một cái đồng nhạt và một cái đồng đậm. Nếu các bạn đi mua pin ấy, thì các bạn nhìn cái chấu đồng thôi. Người ta bán cho pin tốt là các bạn nhìn thấy chấu đồng rất là vàng. Còn cái pin mà nó rẻ tiền thì chấu đồng nó rất là lạt. Nhìn rất là lạt, không có đậm nha. Đó, các bạn chỉ cần mua viên pin và bảo hành cho máy và pin cho các bạn thời gian lên tới là 1 năm. Bạn nào nhanh tay có đặt tại website bên mình đang bán là alophone.vn này. Có website bên mình đang bán là 304/4A đường Trường Chinh. Số điện thoại là 0967590 3 số 2 đuôi. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và lại video tiếp theo.